Chào mừng các bạn đến với cửa hàng laptop sachtayshop.com. Tôi là Đăng Thi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop được giới văn phòng tại Việt Nam rất là yêu thích. Đó là từ một hãng thương hiệu nổi tiếng Dell. Đây là một trong những mẫu máy được sách tay từ Hoa Kỳ về với tiêu chuẩn 5 sao. Với tầm giá nó vừa phải, dao động hơn 5 triệu đồng. Đó là mẫu Dell Latitude E 6230 mà các bạn cùng tôi tham khảo tí xíu ha. Trước mặt chúng ta đây là một bộ máy từ Hoa Kỳ của hãng Dell với dòng mã số là Latitude E6230. Mẫu máy này nó có cái màn hình khá là nhỏ, vừa vặn khoảng 12 inch trở lại. Máy được thiết kế mỏng nè, gọn nhẹ. Chúng ta xem sơ mặt máy ha. Toàn bộ máy được thiết kế bằng vỏ hợp kim, mặt sau là pin của máy. Cầm trên tay khoảng không tới 2 kg. Toàn bộ khung viền chúng ta thấy đây là một viền thép nên sẽ bảo vệ cho máy rất là chắc chắn, nó hơn hẳn với những dòng máy tại các thị trường chúng ta. Về độ bền thì máy luôn đảm bảo rằng chất lượng của nó là rất ok. Trên tay tôi đây là một chiếc máy Core i7. Dòng máy này nó có hai phân loại, một loại Core i5 và Core i7. Máy chúng ta tham khảo, đang tham khảo trực tiếp là Core i7 với cấu hình là RAM 4GB và ổ cứng 320GB. Nó có loại 500GB nên là mức giá sẽ khác nhau tí xíu. Với chiếc Core i7 3520 CPU đó 2GB 9, RAM 4GB, chúng ta có thể nâng cấp lên RAM 8GB. Máy này điểm nổi trội là có được bảo mật vân tay. Máy được sử dụng Windows 10. Mặt trước của máy chúng ta thấy máy rất là đơn giản, không có cái gì hết. Mặt hông trái gồm có một cái Vega, một cái suất display, đây là headphone, một khe thẻ nhớ SD, một khe SD card để dự phòng. Mặt hông phải thì gồm có một thẻ dự phòng nữa. Đây là một cái công tắc gạt wifi, hai đầu USB, trong đó có một đầu là 3.0 có thể là sạc dự phòng được, một đôi điểm, một cái đầu HDMI, phía sau là một cục pin và một cái đuôi LAN. Các bạn làm văn phòng mà cần mang máy ra ngoài, chúng ta cần cái máy nhỏ gọn như thế này, nó rất là tiện lợi. Điểm đặc biệt của máy này nó vừa túi tiền, nó dao động khoảng hơn 5 triệu đồng. Nó tùy cấu hình nhé. Các bạn có thể chọn cho mình một chiếc máy Core i5, Core i7, nó rất là mềm giá và đảm bảo được chất lượng rất là hoàn hảo. Mẫu máy này tại thị trường Hoa Kỳ thì rất được ưa chuộng do máy nó được kết nối với rất là nhiều thiết bị hỗ trợ tốt cho văn phòng, office, Word, PowerPoint. Hãng đã chú trọng nâng cao cái wifi cũng như là các cái tính năng nó phù hợp với lại cái văn phòng. Chúng ta sử dụng lâu máy vẫn không nóng, máy điện rất là mát. Tuy rằng máy nhỏ nhưng máy sử dụng chip M. Đây là một trong những điểm nổi trội của máy dòng E6230 này. Đi theo máy chúng ta có thể nhìn thấy một bộ sạc riêng chính hãng của máy. Ngoài thị trường thì rất ít sạc như thế này. Đây là sạc chính hãng của máy và một bộ thùng của máy. Khi mua hàng tại hệ thống laptop sachtayshop, các bạn sẽ được tặng một phần quà, đó là một con chuột quang và một cái túi bảo vệ đi kèm theo máy. Khi mua hàng thì các bạn sẽ được bảo hành trung bình là hàng sách tay sẽ là 6 tháng. Và những mặt hàng chính hãng á, thì các bạn sẽ bảo hành theo hãng 1 năm đến 2 năm. Riêng mẫu máy này là bảo hành theo chế độ 6 tháng hàng sách tay và 1 năm bảo dưỡng miễn phí free 2 lần. Bạn có thể đến shop để mà lâu lâu bạn rảnh mình đến shop để bảo dưỡng miễn phí. Giống như xe gắn máy chúng ta sử dụng thì lâu lâu cũng phải nên bảo trì bảo quản lại. Ở đây chúng tôi có những đội chuyên gia, đó là những kỹ sư rất là giỏi. Họ sẽ kiểm tra máy để vệ sinh các cái phần bên ngoài bên trong, cũng như là kiểm tra lại cái những cái lỗi hệ thống nào nếu có, để giúp các bạn cho cái máy hoàn hảo hơn. Chúng tôi luôn luôn chú trọng cái máy chúng tôi bán ra phải hết sức hoàn hảo để cho các bạn phải xài được máy, và chúng tôi cũng vui vẻ khi thấy được điều ấy. Nếu như hết thời gian bảo hành, chúng tôi vẫn giúp các bạn thoải mái vô tư, không có những cái nào miễn phí, chúng tôi sẽ cố gắng giúp tối đa, không có thu phí gì cả. Ngoài ra thì chúng tôi có hơn 200 mẫu laptop. Thông thường thì các cái mẫu khác theo thế hệ thứ 7, thứ 8 rất là mới cập nhật hiện nay. Các cái công ty tập đoàn lớn như Hoàng Anh Gia Lai nè, hay là Yến Sào Khánh Hòa, siêu thị Lotte,
hoặc là những tập đoàn lớn cũng sử dụng máy của chúng tôi rất nhiều cho cái việc nhân viên của họ. Nhưng họ thường thường sử dụng những cái mẫu đồ họa tầm 5 đến 7 triệu để cho nhân viên sử dụng lâu dài với những hãng Dell hay là HP thường xuyên. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng các bạn sẽ chọn cho mình một chiếc laptop hoàn hảo tại hệ thống Laptop Supply Shop. Tôi đang có mặt tại cửa hàng tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh, gần với Lê Ngô Quyền. Các bạn có thể đến đây để xem trực tiếp sản phẩm mình với hơn 200 mẫu lận. Bạn có thể chọn, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn. Ngoài ra các bạn vẫn có thể ở xa đặt hàng online thông qua hai hotline đó là 090-3344-188 và 0908-115-124. Tôi sẽ hỗ trợ các bạn để chọn cho mình một chiếc laptop hài lòng nhất có thể và đảm bảo rằng chiếc máy đó nó bền rất cao, bền nhất thế giới hiện nay. Và đó là những gì chúng tôi khẳng định và luôn làm cho đến ngày nay hơn 10 năm hoạt động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Laptop Supply Shop.com. Khi bạn cần một laptop sang trọng và chuyên nghiệp, bạn có thể giải trí ở mọi nơi, tha hồ sáng tạo những không gian riêng của chính mình. Chỉ từ 4 đến 8 triệu đồng. Chúng tôi là Laptop Supply Shop.com. Với hơn 200 mẫu laptop từ những thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới.